Leo Messi đã trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không ghi bàn ở La Liga mùa này. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm Messi mới trải qua quãng thời gian hạn hán lâu đến thế. Trước đó, ngôi sao 32 tuổi từng trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không ghi bàn vào tháng 1 năm 2014. Mặc dù không ghi bàn nhưng Messi cũng nhiều lần tỏa sáng trong vai trò kiến tạo bàn thắng. Với đường truyền giúp cho Griezmann lập công ở trận thắng Getafe, Messi đã có 6 đường truyền thành bàn ở 4 trận gần nhất tại La Liga của đội bóng xứ Catalonia. Tính đến thời điểm này, thủ quân của Barcelona đã ghi 14 bàn và có 12 đường truyền thành bàn sau 19 trận tại La Liga 2019-2020. Cựu huấn luyện viên của tuyển Anh Sam Allardyce cho rằng Pep Guardiola sẵn sàng cho thử thách mới và ủng hộ vị huấn luyện viên này đến Juventus. Ông ấy là người Barcelona, sinh ra và lớn lên cùng đội bóng. Ông ấy là huyền thoại, dẫn dắt từ đội trẻ đến đội 1, giành Champions League và La Liga liên tục, nhưng ông ấy vẫn ra đi. Sau đó, Pep tự học tiếng Đức để đến Bayern. Ông ấy cũng chỉ ở lại Bayern 3 năm trước khi đến Man City. Đây đã là mùa thứ tư của Pep cùng Man City và Italia có lẽ sẽ là thử thách mới mà ông ấy muốn có. Ông ấy sẽ nghĩ rằng tôi sẽ đến Italia và cho mọi người thấy tôi có thể làm gì ở đó. Trên thực tế, từ trước khi Man City phải nhận án phạt, Pep Guardiola đã được nhiều câu lạc bộ lớn liên hệ, trong đó nổi bật nhất là Juventus. Trước phong độ không mấy khả quan như hiện tại, hậu vệ Luke Shaw thừa nhận anh và đồng đội đã phụ lòng huấn luyện viên Solskjaer và người hâm mộ. Ngôi sao người Anh cho rằng đã đến lúc các cầu thủ Man United phải tự nhìn nhận lại mình sau những thành tích tệ của đội bóng. Solskjaer luôn cố gắng nhận những lời chỉ trích về phía mình trong mùa giải này. Chúng tôi ngưỡng mộ ông ấy vì điều đó, nhưng đã đến lúc các cầu thủ phải tự nhìn lại bản thân và nhận ra lỗi của mình. Ngay bây giờ, chúng tôi cần phải chịu trách nhiệm bằng cách chiến đấu trên sân. Ole đã làm nhiều việc để chuẩn bị cho chúng tôi trước mỗi trận đấu, nhưng khi tiếng còi vang lên thì đó là lúc chúng tôi cần chứng minh mình xứng đáng là cầu thủ của Man United, Shaw chia sẻ. Một nhóm hacker chiếm quyền kiểm soát mạng Twitter của Barcelona tự xưng là Our Mind đã để lại lời nhắn với giọng điệu đầy châm biếm. Xin chào, chúng tôi là Our Mind đây. Chà, đây là lần thứ hai rồi nhỉ. Mức độ bảo mật có phải khá hơn rồi, nhưng vẫn chưa phải tốt nhất đâu nhé. Để cải thiện chế độ bảo mật, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Trong lần ghé thăm này, Our Mind tiếp tục khui tin chuyển nhượng của đội chủ sân Camp Nou là sẽ mang về Neymar vào hè tới. Về phía Barca, câu lạc bộ đã lấy lại được tài khoản. Họ cũng đưa ra thông báo chính thức về vụ việc trên trang chủ của câu lạc bộ. Tài khoản Twitter của Barca đã bị hack. Đó là lý do vì sao các tin nhắn bên ngoài câu lạc bộ lại xuất hiện. Các tweet này được thực hiện thông qua một công cụ của bên thứ ba để phân tích dữ liệu. Hiện tại, tất cả những thông tin đó đã bị xóa bỏ. Theo tiết lộ của tờ La Gazzetta dello Sport thì Juventus sẵn sàng chi 150 triệu euro, bao gồm cả tiền lương cộng thêm hai tiền vệ Aaron Ramsey và Adrien Rabiot để thuyết phục MU nhượng lại Paul Pogba. Nếu thành công, Juventus không chỉ có được một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay mà còn giải phóng được một điều khoản lương khổng lồ từ Rabiot và Ramsey, đều là 271.000 euro một tuần. Báo chí Italia phân tích, Juventus đã lên kế hoạch mua lại Paul Pogba ngay sau khi có thông tin cho rằng MU sẵn sàng giảm giá bán tiền vệ người Pháp. Cụ thể, Quỷ Đỏ sẽ cân nhắc để Pogba ra đi với mức giá khoảng 100 triệu euro tương đương với 83 triệu bảng. Ở mùa giải này, Pogba dính chấn thương mắt cá dai dẳng nên anh mới chỉ có 8 lần ra sân trong màu áo của Man United. Do vậy, Man United không thể đòi hỏi mức phí lớn hơn. Đoàn Văn Hậu tiếp tục được điền tên trong đội hình thi đấu của SC Heerenveen trong chuyến làm khách trên sân của Vitesse với vai trò dự bị cùng với Vordenburg và Halilovic. Tại Hà Lan, Văn Hậu mới chỉ có 4 phút ra sân trong trận đấu với Roda ở cúp quốc gia. Còn tại giải vô địch quốc gia, hậu vệ quê Thái Bình chưa được huấn luyện viên Jensen trao cơ hội vào sân thi đấu. Tuy nhiên, Văn Hậu vẫn thường được trao cơ hội đá chính ở đội trẻ của Heerenveen. Anh gây ấn tượng khi đá trung vệ trong trận gặp Go Ahead Eagles. Nhiều cổ động viên tin tưởng Văn Hậu sẽ sớm được ra sân tại giải vô địch quốc gia sau khi chuyển sang vị trí mới. Về đối thủ của đội bóng của Văn Hậu, đội chủ nhà Vitesse hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 35 điểm sau 22 trận, trong khi Heerenveen đứng hạng 10 kém đối thủ 6 điểm.